Xin chào các bạn đang đến với kênh Thú vị Cbiz, kênh tổng hợp những thông tin thú vị về những bộ phim và sao Hoa ngữ. Bộ phim Trường Ca Hành đã bất ngờ thông báo rồi lên sóng luôn trong ngày 31 tháng 3 vừa qua, đã khiến cho fan hâm mộ vỡ òa vì vui sướng. Bỏ qua những lùm xùm không hay trước đó thì bộ phim đang nhận được sự yêu mến từ đông đảo khán giả. Mới đây, một đoạn clip hậu trường siêu đáng yêu giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư trong hậu trường của Trường Ca Hành khiến cho người hâm mộ vô cùng thích thú. Ở hậu trường thì hai vị quận chúa đã có màn đọ sức vô cùng hấp dẫn với trò vật tay. Được biết thì Nhiệt Ba từ lâu đã nổi tiếng là rất khỏe, cô nàng đã từng khiến cho khán giả trầm trồ trong một số những game show, từng bế bổng các đồng nghiệp một cách dễ dàng. Các sao nữ như Dương Mịch, Lâm Y Thần từng là nhân vật kiểm chứng cho mức độ khỏe hơn người của Nhiệt Ba. Không chỉ các sao nữ mà ngay cả các đồng nghiệp nam cũng đã từng được nàng phượng cử bế lên như công chúa. Hay trong chương trình Happy Ca mới đây thì nàng mỹ nữ Tân Cương cũng đã khiến cho dân tình mắt tròn mắt dẹt khi thử vật tay với nữ vệ sĩ cao lớn của chương trình. Kết quả là Nhiệt Ba đã thắng thuyết phục, chứng tỏ được sức mạnh của cô nàng chẳng phải hữu danh vô thực. Chính vì thế, một cô gái mảnh khảnh mình hạ sương mai như Triệu Lộ Tư chẳng phải là đối thủ của ba béo. Cô nàng nhanh chóng bị hạ gục, ngay cả khi giao đấu lần thứ hai thì Triệu Lộ Tư cũng không trụ được bao lâu. Kết quả là nàng Lạc Yên của chúng ta đã tâm phục khẩu phục mà thua 4 ly trà sữa. Cho bạn nào chưa biết thì Trường Ca Hành được chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên nổi tiếng của tác giả Hạ Đạt. Phim do Địch Lệ Nhiệt Ba, Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư, Phương Dật Luân và Lưu Vũ Minh đóng chính. Kể về hành trình báo thù nhà và giữ bình yên giữa thảo nguyên và nhà đường của nàng quận chúa Trường Ca. Cùng với mối tình trắc trở trong gai nhưng sâu đậm và cảm động lòng người của A Sử Na Chuẩn và Trường Ca. Hiện tại Trường Ca Hành đang được chiếu trên đài Sơn Đông Trung Quốc và chiếu online tại nền tảng Tencent Video. Ở Việt Nam, Vion là đơn vị đang nắm giữ bản quyền phát sóng Trường Ca Hành. Phim sẽ được chiếu từ ngày 31 tháng 3, mỗi ngày 2 tập.